Tao quay. Một ngày. Rồi các bạn. Bữa nay mình học về ngày tháng Naicha. Các bạn xem nè. Điếm số 10 mà tháng hàng á. Các bạn xem trang số 9 nha. 10 là gì đây? Ship hoặc là giờ. Bạn nào biết rồi thì mình ôn lại nha. Bạn nào chưa biết thì bữa nay mình học ship hoặc là giờ. Còn 11 là gì đây? Ship. Ship in. Các bạn đọc theo mình nha. Ship in. Hoặc là giờ Hana. Các bạn có hai cách đọc. Ship y là 12 hoặc là giờ giờ tu. Rồi 13 đọc như thế này, các bạn cùng đọc đi. Ship sam. Ship sam. Ship là 10, sam là 3. Ship sam hoặc là giờ. 14 là gì đây ạ? Ship xa. À, 14 là ship xa. Còn 15 là gì đây? Ship ô. 16. Ship nhúc. Các bạn sẽ phát âm là ship nhúc thành chữ N nha. Đọc là ship nhúc. Ship nhúc. Ship nhúc. Rồi 17. Ship chin. Ship chin. Ship là 10, chin là 7 thì mình đọc là ship chin. Rồi 18. Ship hai. À, các bạn cứ mạnh dạn đọc lên, lớn lên đi, sẵn luyện phát âm luôn. 19. Ship cu. 20. Y ship. 2 là y nè. Ship là 10. Nhân vào. Y ship. 30. Sam ship. 40. Sam 50. U ship. U ship là 60. 70 là. Chin là 7. Ship là 10. 70. 80. Sam ship. 90. Cu ship. 100. Bẹt. À, 100 là bẹt. Rồi, bây giờ mình đếm bên bây giờ mình làm đếm bên thùng hàng. Các bạn, mình hỏi các bạn nha. Tháng hàng nha. 10 15 các bạn nói như thế nào đây? Dân ta sớt. À thật tháng hàng, tháng hàng. 15. Ship o. Ship o. Đúng rồi, 15 là ship o. Rồi bây giờ từng hỏi từng bạn đi, hỏi từng bạn đi. 87 là cái gì đây bạn Mai? Phan ship chin. Phan ship chin đúng rồi. Bạn Tâm 76. Chin ship nhục. Chin ship nhục. Rồi anh Thư 59 em. Ô ship cu. Ờ đúng rồi. Rồi tới bạn Trần Nga 43. Pan ship sam. À, rồi tới bạn Thảo 87. Pan ship chi. 98. 98 nào. Cu ship pan. Chị Linh 55. O ship o. Ok, mọi người ok vậy là được rồi đó. Bây giờ mình qua thuần hoàng, cái đếm thuần hoàng. Cái đếm thuần hoàng là mình nói khi nào đây? Khi đếm chỉ giờ. Tuổi giờ cái người cái hoặc là người đúng rồi người. Bây giờ các bạn nói là 10 là giờ, 11 là dân hàn bà, 12 dân tu, 13 dân xe, 14 dân nê, 15 dân ta sót, 16 dân ơ sót, 17 dân in cốp, dân yên có 18 dân dơ tài 19 dân a hộp 20 sư mù 30 ma sơ rừng có cái chữ tiếng Hàn ở trong cái khung á, các bạn vừa nhìn cái khung các bạn vừa phát âm lớn lên. 40 Ma hình để đếm tuổi nha. Rồi 50. Xuyên. 60. Jesun. Em anh Hưng đọc em. 70. Il hưng. 80. Jesun. Rồi. 90. A hình. Rồi 100 cũng là bẹt luôn nha.
Còn 1.000 là gì đây? 1.000 là gì đây? Chon. 10.000, 10.000 là man. Man là 10.000 nha. Rồi bây giờ các bạn thử nói tuổi nha. Mình hỏi tuổi nè. Khi mà mình hỏi tuổi á, mình có hai cách hỏi. Nếu mình hỏi người lớn tuổi hơn mình thì mình hỏi như thế nào đây? Yên xe ga. Yên xe ga. Otoke xe xe o. Đây là mình hỏi tuổi người lớn hơn mình. Yên xe ga otoke de xe o. Còn mình hỏi người ngang bằng với mình hỏi như thế nào? Mesan. Mesan hoặc là nai ga otoke tè xéo. Cách hỏi lịch sự. Mesai là hỏi mấy người mà nhỏ tuổi mình. Mesai im nì ca. Mesai rẻo. Mesai im nì ca. Nhớ nha. Dân xe ca ủ tốt kê tè xéo. Bây giờ mình hỏi tuổi từng người nha. Bạn Nga. Nay ca ủ tốt kê tè xéo. Nay ca ủ tốt kê tè xéo. Sư môn. À sư môn nhờ. Chắc cảm ơn nhờ. 그 32살입니다. 32살. 32살. Đúng rồi. Khi mà mình khi mà mình nói tuổi thì tuổi nãy mình ghi là chữ tuổi luôn, Hana. Rồi ai. Nhưng mà khi mà mình nói thì chữ tuổi này nó sẽ biến thành chữ tu. Còn Hana, Hana này sẽ thành gì đây? Hana thì nó thành Han ha. Rồi, bây giờ hỏi bạn Kian. Nay có ổ tốt kê tệ xéo. 제가 28살입니다. 28살 là mấy sai mấy bạn? 28. 28. Rồi, tới bạn Phạm Hồng Thành. Nay cậu tốt kê tài xế ố? À, nay... Giá tốt là xe im đờ. Thế? 18 ấy. 18? Anh Thành ấy à, cất xưng lòng ấy à? 81, 18 hay 81? 18 giờ giáo tài hả? Rồi ok luôn, cho anh trẻ lần tí. Rồi tới bạn Thảo Ngốc. John Jordan San Imita. Ồ, giờ giáo tài sai. Chị Linh. Tự nhiên hỏi tuổi ha, già quá rồi. Seren giờ in khớp San Imita. Các bạn đón coi giờ. Seren in khớp San là mấy tuổi đây? 37. 37. Nghe được không? Rồi tới bạn Vô Danh. Seren San là... Nè. 30 rồi. Là mấy tuổi mấy bạn? 30. 30. Rồi cô này đẹp trai. Sumun in Kopsan. Là mấy tuổi đây ạ? 27. 27 nha. Rồi tới bạn Lê Anh Thư. Giờ. Thiếu tuổi. 18. 18 gì? Sai. Giờ tờ sai thì người ta. Còn nếu mà mình nói C, đi với cái từ C á thì mình không có nói là không có nói cái số thuần hàng nữa mà mình dùng là số hán hàng nha. Nếu mà mình dùng sai thì dùng thuần hàng. Còn dùng C thì dùng hán hàng. Ví dụ như bạn nói 18 tuổi thì mình nói thế nào? Ship fan C. À, ship ship thai C. Ship fan C ha. Rồi ship fan C. Rồi tới bạn Thành Tâm. 저는 35살입니다. 35살 là mấy tuổi mấy bạn? 35. 35, 35 tuổi. Nghe nha. 35살. Rồi tới bạn Trang Lệ. 먹었어? Lệ Trang. Ủa, bạn Lệ Trang không nói được hả? Rồi, vậy thì bây giờ mình hỏi về ngày tháng nè, nay cha. Các bạn lên phần số 1 nha. 1998 mình đọc như thế nào đây? 1998. 1998. Turn 1000 là turn nè. 900 nè là gu bẹt nè. Còn gu ship là 90. 90. Hay nhân là 8 tháng 5. Nhân là 5 nha. Còn 5 tháng 5 là gì đây? Tháng 5. 5 là over. Bước ngày 4 là gì đây? Sai. Đúng rồi. Rồi, năm 1999. Trên cu bếp cu ship cu. Trên cu bếp cu ship cu nhân. Tháng 10. Siêu. À, lưu ý. Ship
mình không có đọc chữ ship nữa mà mình đọc là chữ si. Khi mà mình đi với tháng thì ship, ship không phải ship này mà là shipper. Ship này nó sẽ chuyển thành chữ si. Còn dước khi mà đi với tháng á thì nó sẽ trở thành you. Hai cái điểm này lưu ý cho mình. You ship she was. Rồi 25, ngày 25 là gì đây? Ship all in. Rồi 2005. 2005. Eternal near. Eternal là 2000 nè, 5 là o. O nha. Rồi tháng 7. Chill. Nhưng mà khi bạn các bạn đọc thì các bạn sẽ nói chữ r lên. Chill. Rồi 30, ngày 30. Sam ship il nha. Rồi, các bạn có thể nói năm sinh của mình. Năm sinh thôi. Các bạn sẽ giới thiệu về năm sinh nè. Nhân, world, với lại year. Rồi, năm tháng ngày. Rồi, mỗi người nói về cái năm tháng ngày của mình đi hen. Nên nhân xem gì có. Mình đã hỏi là mình năm tuổi, sinh năm mấy á. Là người ta hỏi nhân, sen. Im nì ca, các bạn nghe câu này người ta hỏi rất là nhiều. Mien nhân sen im nì ca. Chữ mien này nó sẽ thành chữ n nha. Mien nhân sen im nì ca. Rồi các bạn sẽ nói là ngày tháng năm sinh của mình đi. Mời bạn Thành Tâm. Thành Tâm. Chân chân Kuberg Phan Xíp Yên nè. Uân Y Xíp Cú Yên nè. Đéo. Nè. Các bạn là ngày mấy đây? Tháng mấy là mấy đây? Nghe rõ không vậy? Tháng 2. Ngày 900. Nghe rõ không vậy? Vậy bạn nói lại đi bạn Thành Tâm. Trên trên cu bé cu ship fan y. Nhiều. 1981. Trên cu bé. Đọc lại, họ như là chưa có rõ. Trên cu bé 1900 rồi nè. Trên cu bé Fanship in here. Il. À. Il. Fanship in là 81. Il learn. Rồi, tiếp. Cool. Cool. Rồi, tiếp. Iship cool. Iship o hay là gu đây? Iship cool. À, cool il. Ngay chỗ này các bạn nè, nghe nè. Chân gu bẹt pal ship il learn. Các bạn sẽ đọc là il learn. Các bạn đọc chữ nhơ này nó sẽ biến thành chữ r, tại vì chữ in này bắt chim của nó là ri ư, thì bạn sẽ đọc là chân cu bé pal ship iron thôi bạn thấy bao giờ iron chân cu bé chân cu bé iron pal ship iron iron cu ấy cu iron chữ nhơ này nó sẽ biến thành chữ liền. Rồi tiếp theo mời bạn Chi Anh, bạn nói ngày tháng năm sinh của bạn nha. Nên nhân sang em đi cơ Chi Anh. Cho nên trên cu bé ban ship chín niên ship y quân ship in in nị ta ship ship y ship y quân. Rồi mấy ngày mấy chín in nè chín. À các bạn đọc như thế này nè. Chân cu bé pal ship chín liền chín liền ship y quân chín il. À chỉ tại vì chữ chín nè mới là chữ il nè, thì mình nói chữ r lên chữ il là chín il. Ok rồi đâu bạn Nga nói thử mến nhân xem gì cơ. Chân cú bé phan ship sam nhân ship iron ship queen ship e ship queen ship iron hả 1983 11 ship iron 19 mùng 9 19 chân cú bé phan ship sam nhân ship iron ship iron queen ship y rồi, bạn sẽ đọc là ship y rồi. Như thế này người ta sẽ biết ship y rồi. Ship y rồi. Rồi bạn nào nữa? Bạn nào có thể giới thiệu về ngày sinh của mình? Linh đi cha. Linh. Cho nên trên cu bếp
Chen cô biết chín ship hàng nhân. Chín ship hàng nhân. Sam quân y ship hàng yên. Đúng rồi. Rất là rõ. Chen cô biết chín ship hàng nhân. Hàng nhân. Sam quân y ship hàng yên. Y ship hàng yên. Rồi, tới bạn anh Thư thử nha. Chen cô biết chín ship hàng nhân. Chen cô biết chín ship hàng nhân hả em? Dạ. U nhân hả? Chín hả? Chín bảy là chín. 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 Hôm nay sao khó nghe này cô ta? Không phải tại cái máy bên Việt Nam không có rõ. Ship in 20 tháng 8. Ship in. Ship you. 26. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ luyện cho anh Thư các phát âm này nha. Trên gu bẹt gu ship chill nhân. Chill nhân thì mình sẽ phát âm là chill nhân. Chill. Chill nhân. Chill nhân. Chill nhân. Chill nhân. 3월 28일 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 đọc lại 28일 28일 nha. Như vậy thì các người nghe người ta sẽ dễ nghe hơn. Rồi thôi, bây giờ chúng ta qua cái phần trang số 10. Bây giờ cái phần dưới trang số 9 đi. 오늘이 며칠인지 날짜를 묻고 대답해 보십시오. Hãy hôm nay là ngày mấy? 오늘이 hôm nay nè, 며칠 là ngày mấy nè. 인지 đây là dạng câu hỏi nằm ở giữa câu. 인지 ha. 니은지 hôm nay là ngày mấy? 날짜를 묻고 hỏi, hãy hỏi ngày và trả lời thử xem. 대답하다 là trả lời. Rồi. Các bạn xem nè. 오늘이 며칠이니까 nó có nghĩa là gì ạ? Hôm nay là ngày mấy? 오늘이 며칠이니까 thì 오늘 là chủ ngữ. Y ở đây là trợ từ nhằm xác nhận danh từ đó là chủ ngữ ha. Hôm nay là ngày mấy? Rồi, 6월 21일입니다. Hôm nay là ngày 20 tháng 6. 오늘이 무슨 요일입니까? 무슨 요일 ở đây là gì đây? Hôm nay là thứ mấy? Thứ mấy? À, thứ mấy? Hôm nay là thứ mấy? 수요일입니다. 수요일입니다. Thứ tư. Vậy thì thứ hai là gì đây ạ? Thứ hai. 월요일. Trở lại trang số 9. 월요일. Rồi, thứ ba. 화요일. Thứ tư. 수요일. Thứ năm. Mộc duyên. Thứ sáu. Cơm duyên. Thứ bảy. Thu duyên. Và chủ nhật là In duyên. Và tháng năm thì mình nói như thế này. Tháng năm. Award. Bây giờ các bạn nhìn vào lịch nha. Các bạn thấy từ số 1 tới 9 không? Ngày đó. Mình hỏi là 월요일은 며칠입니까? 며칠 là ngày mấy? 며칠. 월요일 며칠입니까? 월요일 사실 월요일이 며칠입니까? Ngày 4 nè. Ngày 4 thì mình trả lời như thế nào đây? Bạn Linh. 월요일 사일입니다. 사일입니다. Rồi, bây giờ mình hỏi thứ năm, 목요일이 며칠입니까? Mời bạn Tâm. Tâm nói không được hả? Rồi. 목요일 7일입니다. 목요일이 7일입니다. Rồi. 일요일은 일요일이 khỏi là nụ mụn. 일요일이 며칠입니까? Mời bạn ăn. Hai hát như vậy. Mời nhỏ thôi. Thảo ngốc. Thảo ngốc. Dạ. Chào Mỹ Linh.
nghe Ilyuiri Mechilica nói rồi ta nghe kìa nghe ông sống chưa à Tibur nghe ông sống chưa nghe chứ có ai không nói chuyện thì người đó tắt micro đi rồi tập trung nha các bạn tập trung nha ồ chơi xong học đi ta Thảo Ngốc Sibri Sibri mita Ilyuiren Ilyuir Ilyuiren Sibri mita Ship Y Lin hả? Ship Y hả? Ship Y ở đâu đây? Thấy thứ ba mà ta. À, câu hỏi thứ ba à? Số 3, ngày chủ nhật là máy tay đó. Trên cái khung đó nha, trên cái khung đó nha. Ờ, ship Ship Y, Ship Y Y. Ủa? Samin. Ba mà ta. Samin. Samil. Samil. Samil là ta. Rồi tới thư thử coi em. Ờ, Toyil. Toyil. Mechil là ta. Cái hàng dưới nha, muốn trả lời cái nào trả. Thôi gì đi, nhớ chi im gì cả. Ngày 4. Thôi gì là thứ bảy nè, thứ bảy là ngày mấy? Ngày 2. À, y. 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 Im gì ta, im gì ta, y, im gì ta. Rồi. Bây giờ mình qua phần thời gian. Shigan. Shigan là thời gian. Shige를 보고 몇 시인지 읽어보십시오. Xem đồng hồ. Và hãy đọc thử coi là nó là mấy giờ. Đọc thử coi nó là mấy giờ nha. Rồi các bạn xem đồng hồ thứ nhất nè. 1 giờ thì mình đọc là 1시. 1시. 2 giờ 2시. 2시. 3 giờ 3시. 5 giờ Ta sớt si là năm là ta sớt nè, si là giờ nè, ta sớt si. Phút là gì đây? Buôn. Buôn, buôn là phút. Còn giây là gì ạ? Giây. Chô. Chô là giây. Ha, chô là giây. Rồi bây giờ bạn nói là bây giờ là gì nè? Bây giờ. Chì gùm. Bạn nào đánh máy lên giùm mình đi. Chì gùm. Chì gùm. Đánh lên giùm mình chữ chì gùm nha. Chì gùm. Là bây giờ. Rồi. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? Bây giờ. 지금 몇 시입니까? Bây giờ là mấy giờ? 지금 몇 시입니까? 9 giờ 30 là mình nói thế nào? 지금 9시 반. 입니다. 9시 30분. 9시 30분. 9시 30분 hoặc là 32분. 30 mình nói chín rưỡi đi. À học si. Ban. Ban. Ban cũng được nè. Ban là rưỡi nè. Ban là rưỡi hoặc là 30분. 30 là 30. 분 là phút. 30분. À học si ban hoặc là à học si 30분. Rồi bây giờ mình nói 6 giờ 15 nói như thế nào? 6시 15분. 6시 15분. 입니다. 6시 15분 là 6 giờ 15. Rồi bây giờ từng người đi. Mình hỏi bạn Linh. 10 giờ kém. Kém 5. Kém là mình nói thế nào? Chôn. Chôn. Yên chi yên chi chân ô buồn. Em đi sai không? Dân chi ô buồn chân. Yên chi ô buồn chân. Yên chi là 10 giờ nè. Kém 5 phút không? 5 phút là gì đây? Ô buồn. Còn kém là chân. Chân. Chân là kém nha. Nó mình sẽ viết như thế này. Giờ xí obun chân. Bây giờ mình nói 11 giờ kém 10 nói như thế nào đây bạn Anh Thư. Em thử nói nha. 11 giờ kém 10. Mình nói 11 giờ trước. Tiếng Hàn hay là dùng tiếng Hàn. 11 giờ kém. Đúng rồi ạ. Như thế này nha. Khi mà mình nói giờ á thì mình sẽ dùng cách đếm thuần hoàn là giờ, giờ ran si, giờ, giờ ran si, giờ han, nhưng mà mình sẽ đọc là giờ ran, giờ ran ha. Mình sẽ dùng cách đếm thuần hoàn em nhé. Giờ. Giờ thì mình dùng cách đếm thuần hoàn. Giờ răng.
11시, 11시, 11시. Còn phút thì mình sẽ dùng cách đếm. Hán hàng là phút là gì đây? 10 là gì đây? Ship buồn. Ờ, kém là gì đây? Chơn. Ờ, đọc lại. 11시, ship buồn. Buồn chơn. Được chưa? Buồn chơn. Rồi bây giờ mình nói 12 giờ kém 15 mình nói thế nào đây? Yên tu si ship o bun chen. Yên tu si ship o bun chen. Nhớ nha. Yên tu si ship o bun chen. Rồi bây giờ nói là 5 giờ 20 nói thế nào bạn vô danh? 5 giờ 20. 20분인가? 5 giờ 20 là 5시 20분. À, 5시 20분. Rồi, giờ tóm lại là nếu mình nói giờ thì mình dùng cách đếm thuần hoàng. Hana tul set net nha. Còn phút là mình dùng cách đếm hán hàng. Ili sam sa o. Còn chô là mình dùng cách nào đây? Cũng là hán hàng luôn. Hán hàng luôn ha. Chô là giây. Rồi, rưỡi là gì nè? Rưỡi, lại nha. Ban. Rưỡi là ban. Ban. Gì nữa? Kém là gì đây? Chơn. Kém thì nó được đặt ở cuối câu nha. 12 giờ là gì nè? 12 giờ. Dân tu si. Dân tu si. Dân tu si là 12 giờ. Rồi, bây giờ chúng ta qua ngữ pháp thô từ cái đuôi bi up ni tà hoặc là sum ni tà. Các bạn xem trang số 11 á. Đây là thô từ để biến đổi cái động từ thường. Khi mà mình dùng cách nói trân trọng quá. Ha? Khi mà mình dùng nói chuyện với giám đốc hay những người lớn tuổi mình hoặc là trong công sở á, mình nên dùng bi up ni ta thì sẽ rất là lịch sự và trân trọng đối phương. Bây giờ cách chia của nó như thế nào đây? Động từ hoặc là tính từ. Ví dụ động từ ka ta đi. Đi, đi là ka ta. Thì chúng ta chia như thế nào? Không có gì. Chữ ka không có bát chim thì mình cộng với bi up ni ta. Còn có bát chim thì mình cộng với sum ni ta. Bi up nè, ni ta không bát chim. Còn có bát chim là sum ni ta. Rồi ka ta thì nó sẽ trở thành kham ni ta. Ni ta, kham ni ta. Chữ bờ nhưng mà mình phát âm là phát âm thành chữ M, kham, ni, ta. Tại sao phát âm thành chữ M? Tại vì sao bi up mà có chữ N hoặc là chữ M đi thì chữ bờ này nó sẽ biến thành M. Em học thì cô giáo mới sắp xếp cho mình. Rồi, kham, ni, ta. Rồi, ma, si, ta là uống nè. Uống là ma, si, ta thì mình sẽ chia như thế nào? Mapsita. Mapsita. Ai vậy? Masimnita. Masimnita. Rồi. Cái từ Ngọc Tán. Hata. Hata thì mình chia đâu nào? Hamnita. Hamnita. Hata thì sẽ trở thành Hamnita. Bota. Bota. Bota là xem nè. Xem thì sẽ chia thành Pomnita. Pomnita. Ok. Bô tà là bô ni tà. Rồi, từ nào nữa đây? Si chắc ha tà bắt đầu. Si chắc ha tà bắt đầu. Thì mình chia như thế nào đây? Si chắc ham ni tà. Ham ni tà. Ép mic vô đâu? Tải cái gì ép đi. Em dạy cho cô giáo đi, cô giáo sẽ chỉ cho em. Tắt giùm em micro nha. Tắt máy rồi. Không, cô giáo đang dạy. Tắt micro khi nói chuyện bên ngoài. Rồi bây giờ mình qua động từ hoặc là tính từ. Không có bắt chim. Hồi nãy có không có chim. Một tà. Tắt cho mình micro nghe mọi người. Một tà thì mình sẽ chia như thế nào đây? Có bát chim thì cộng với sum ni tà. Một. Một sum ni tà. Sum ni tà. Ăn. Ăn. Một tà. Một sum ni tà. Bên bạn Trang Lệ tắt micro. Và cái từ Ironata. Thức dậy là Ironata. Mình sẽ chia như thế nào? Ironamnita. 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 Rồi, tiếp theo, thuê gân hà tà là gì đây? Thuê gân hà tà có nghĩa là gì đây? Tăng ca. Tăng ca. Tăng ca là thuê gân hà tà. Thì mình chia thế nào đây ạ? Thuê gân
합니다. 퇴근합니다. Vậy thì trái nghĩa với từ tăng ca là từ đi làm là gì đây? 출근. 출근합니다. 합니다. 출근합니다. Rồi, tiếp theo. Đọc là gì đây ạ? Đọc. 인다. 있다. 온 가도 나와. 어. 아버지께서 Trang Lê ơi. Má, qua đây đâu cô giáo cho ra ngoài đi. Trang Lê tắt cho mình micro nha. Rồi, một ita. Bây giờ mình chia như thế nào đây? Ít. Isumnita. Sum. Ni ta, isumnita. Đọc. Có bắt chim. Rồi, nhận là gì? Nhận. Bắt ta. Bắt ta là nhận. Trang ơi, Trang, Trang lệ. Lệ Trang. Rồi, bắt ta thì chia là bắt bạch gì đây? Bạch sumita. Sumita. À, tại vì có bạch chim thường cộng với sumita. Ok, các bạn hiểu chưa? Rồi. Hiểu rồi, bây giờ các bạn xem trang số 11. Sao đó? Rồi, các bạn xem ô trên là gì đây? Ô trên là buổi sáng. Sáng. Sáng, à. Trưa là gì đây? Trưa. Buổi trưa là? Ohu. Chiều chứ. Buổi sáng sim. Chiều à, là chom sim. Ờ, còn buổi trưa là chom sim. Rồi bây giờ sim. Sáng thì các bạn làm gì đây? Vào lúc 7 giờ tôi thức dậy. Thức dậy. Mình đọc như thế nào đây bạn? Irene ạ. Anh Thư, em đọc cái hàng đầu tiên cho cô nha. Cục sim. Đọc đi sai thì mọi người sửa cho em. Ủa, có nói giờ không nghe gì hết à? Dạ, 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 dạ. Idoxia Idonamita. Đúng rồi, tiếp luôn đi em. Hàng hạt đất theo hả chị? Đúng rồi. Idoxia Sa-sip. Sa-sip Pun Phun e, á chim, xít xa rương, hà mì tà. Tiếp luôn đi. Hoàng si e. Giờ thì mình dùng bên thuần hoàng. Thuần hoàng là dơ tơ. Dơ tơ si e, hò thuê xà. Gamita. À đúng rồi. Rồi hàng thứ hai mời bạn Nga. Đến tu sĩ tu thơ. Han si ta chi cho chi sa đơn ham ni ta. Ham si e ta chi y đơn si chắc ham ni ta. Do rất si e thuê cân ham ni ta. Rồi hàng tiếp theo mời anh Thành. Lúc thì sẽ chụp buồn này chạy. Chạy nó chi sa hữu. Cái đó chỉ cụ thọ ở chỉ cả chỉ chết chú sinh cả ở ở làm cho chỉ cả chỉ ra chỉ cho chúng mình cả sao mọi người nói nhỏ quá nên cũng nghe nhỏ xíu à sát lại gần nhau tí nha rồi bây giờ ngồi gần lại sát lại ilgop chie ira nam nhì ta có nghĩa là tôi thức dậy vào lúc 7 giờ. Rồi, 7시 40분에 아침 식사를 합니다. Có nghĩa là gì đây ạ? Ăn sáng lúc 7 giờ 40. À, tôi ăn sáng vào lúc 7 giờ 40. 아침 식사 là ăn sáng nè. Rồi, 8시에 회사에 갑니다. 8 giờ đến đi công ty, đi đến công ty. À, vào lúc 8 giờ tôi đi đến công ty. À, đúng rồi ha. Rồi, buổi chiều. 12시부터 1시까지 점심 식사를 합니다. Từ 12 giờ tới 1 giờ ăn cơm trưa. Đúng rồi. Giờ tôi si buto này là từ. Ca chi này là đến. Từ lúc mấy giờ đến lúc mấy giờ đó. Tôi ăn. Trong sim sisa rứa hầm thì tôi ăn trưa. Từ lúc 12 đến 1 giờ tôi ăn trưa. Rồi. Han si e ta si i rứa si chắc hầm nhì ta.
1 giờ bắt đầu làm việc là à, si chắc ha tả ở đây có nghĩa là bắt đầu. Bắt đầu. Tá si là lại, y là làm việc. Việc lại vào lúc 1 giờ. Rồi, giờ sa si e thuê gân hâm thì tả có nghĩa là gì đây bạn? Vô danh, vô danh. 6 giờ là tan ca. À, 6 giờ tôi tan ca. Rồi, hàng cuối cùng ở dưới nè. Ilgup si sam si bu ne chơ nhật si sa rứt hâm thì tả. Ở đây có nghĩa là gì Mai? Mai. À. À, 7 giờ 30 phút thì tôi ăn cơ ăn buổi chiều, ăn buổi chiều. À, lúc 7 giờ 30 phút. Rồi. 8 시부터 9시까지 책을 읽습니다. Là có nghĩa gì đây anh Thành? Như nào không? 8 시부터 9시까지 책을 읽습니다. Là từ 8 giờ đến 9 giờ tôi đọc sách. Rồi. 9시부터 10시까지 텔레비전을 봅니다. Ở đây có nghĩa là gì đây? 9 giờ đến 10 giờ là tôi xem. Tôi xem TV. Rồi các bạn thử nghe mình nói và các bạn thử nói thử nha. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Giờ thức gì Ironam đi ta? Giờ thức gì? Giờ thức gì Ironam đi ta? Giờ thức gì Ironam đi ta? Rồi tôi ăn sáng vào lúc 7 giờ rưỡi. Hả? 9시 30분 아침 식사를 합니다. 7시 30분에 아침 식사를 합니다. Đúng rồi. Rồi bây giờ câu tiếp theo mời bạn Ki Anh. Tôi đi làm vào lúc 9 giờ sáng. 9시에 출근합니다. 아침 9시에 출근합니다. Hoặc là 회사에 갑니다. Rồi, tôi ăn cơm trưa từ 11 giờ đến 1 giờ. Nói như thế nào đây, anh Thư? Ăn 2 tiếng luôn, 11 đến 1 giờ. Từ mấy giờ đến mấy giờ? 11 giờ đến 1 giờ. 11 giờ, đúng không ạ? 11 giờ. 11시. 11시. 한시 한시 chứ phải là yêu si nha. 한시 đọc lại. 한시 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 같이 점심 식사를 합니다. Rồi tới là tôi đã bắt đầu làm việc vào tôi bắt đầu làm việc lại vào lúc 3 giờ chiều đi. Nói như thế nào đây bạn? Vô danh, vô danh. Dạ. Đó, giờ chiều tôi bắt đầu. Bắt đầu chiều. Ờ. Ờ. Em xin chắc hẹo. Ta si y rớt si chắc hâm nì tạ. Rồi, tôi tan ca vào lúc 9 giờ tối. Nói như thế nào chị Linh? Áp si e, thay kinh hâm nì tạ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ nói là tôi ăn tối vào lúc 10 giờ đi, nói như thế nào bạn Thảo Ngốc? 10 giờ cô. John C. John C. Chọn nhon. À, chọc nhon. Hạp phân mọc xâm nì tạ. Giờ xì ế. Giờ xì ế. Cho nhọc xí xà rứ. Hâm nì tạ. Rồi, bây giờ tôi nói là tôi đi ngủ vào lúc 12 giờ. Nói thế nào đây bạn Linh? Đó. Dân tu si e chăm đi ta. Dân tu si e chăm ư chăm đi ta. Chăm ư chăm đi ta. Rồi. Ok. Chăm ư chăm đi ta. Rồi bây giờ mình nói là tôi học bài từ 10 giờ đến 12 giờ. Nói thế nào đây anh Thành? 10 giờ đến 12 giờ là do si bu thó. Do tu si ta chi chết thư. Gì chết? Học mà. 공부 합니다. 공부 합니다. Rồi, vậy những cái từ vựng trang số 11 này các bạn viết và tập lại cho mình rồi dịch ra tiếng Việt rồi học cho mình nha. Bài tập đó. Bây giờ chúng ta qua phần sim thơ. Sim thơ. Sim thơ này để lần sau. Bây giờ mình phần qua phần giao tiếp đi. Tại vì cái phần sim thơ này hơi khó sợ mấy bạn không kịp. Bây giờ giao tiếp
số 1. 마이클은 마이클 윌리엄은 오늘 여자친구 이수진을 소개 받았습니다. 무슨 일을 하는지, 언제 출퇴근하는지 하루 일과를 물어보십시오. 떠내라 이래. 소개 받다래. giới thiệu giới thiệu bạn trai bạn gái giới thiệu bạn gái giới thiệu là bạn gái còn nam cho chingu là bạn trai à, bạn trai các bạn đánh lên máy lên mình nam cho chingu nam cho chingu là bạn trai hôm nay Michael William như là được giới thiệu bạn gái tên là gì đây ạ Y Su Jin Một sự nghiệp hành gì? Làm cái công việc gì? Ổn chế? Khi nào? Chul thuê gân hành gì? Chul thuê gân hành gì là nghĩa gì chứ? À, nên chi nó nằm ở giữa câu, nó có nghĩa là dạng câu hỏi. Và trước nó là những cái đại từ nghi vấn như là khi nào, bao giờ, tại sao, cái gì, như thế nào, otoke, những cái từ đó thì... nó có nghĩa là câu nghi vấn, câu hỏi á, câu hỏi, câu nghi vấn. Nhưng mà cái phần này các bạn cái phần này ngữ pháp trên ở trên cái phần giới thiệu này các bạn đừng có bận tâm nhiều quá nha, tại vì cái phần này có những cái ngữ pháp mình chưa học nữa. Khi nào thì đi làm và khi nào tăng ca. Haru ilqua là gì đây? Haru ilqua là một thời quá biểu, thời gian biểu của một ngày nha. Haru là một ngày, ilqua là coi như là thời gian biểu. Muroboshipshio, hãy hỏi thử thời gian biểu một ngày coi khi nào đi làm và khi nào tan ca và làm các công việc gì. Michael và Sujin giao tiếp với nhau nha. Trước khi giao tiếp thì chúng ta tìm hiểu về tanawa pyohan. Pyohan, từ vựng và cách thể hiện. Pyohan là cách thể hiện nào? Tana là từ vựng, từ mới. Wa này là và. Rồi, soge bata là gì đây? Soge bata là được giới thiệu, được giới thiệu. Iru hata, đây là động từ làm việc. À, yochum ở đây là dạo này. Chokum là một chút. Babuta, bận là babuta. Chulgun hata, hata là bắt đầu làm, đi làm việc, đi làm á nha, bắt đầu làm việc, đi làm. Thuegun hata là tan ca, cái giờ kết thúc. Ổ chân khuyên mù là làm việc buổi sáng. Ổ chân là buổi sáng nè, khuyên mù là làm việc nè. Shigan ý tạ. Shigan ở đây có nghĩa là shigan thôi. Thời gian. Còn y ở đây là trợ từ. Gắn sau danh từ có bắt chim. Còn nếu mà danh từ không bắt chim thì mình cộng với gì đây? Ka. Shigan ý tạ là có thời gian. Còn không có thời gian là gì đây? Shigani opta, đánh lên mình nha. Shigani opta. Rồi, shigani opta nó có cái bên đây. Không có thời gian, nó có cái bên này. Kibuni chotta. Tâm trạng tốt. Kibuni. Chữ nào này sẽ nói lên chữ y nha. Kibuni. Chotta, tâm trạng tốt. Rồi, bây giờ chúng ta coi nội dung này nó nói gì. Chom, đẹp kết sư mì ta. Chom là lần đầu tiên. Đẹp tà ở đây là gặp gỡ. Chom đẹp kết như là rất vui được gặp bạn lần đầu tiên. Chom đẹp kết sư mì ta. Trở nên máy khư William ý mì ta. Tôi là ai đây? Tôi là máy khư William. Đúng rồi. Anh nhớ xeo. Trở nên Y Su Jin ý mì ta. Xin chào. Tôi là Y Su Jin. Su Jin xí nên 무슨 일을 합니까? 무슨 일을? 무슨 일 là gì đây? Việc gì? Làm công việc gì? Anh làm cái công việc gì? Cho nên 대사관에 다닙니다. 대사관 là gì đây? Làm ở đại sứ quán. À, 다닙니다 là lui tới hoặc làm việc. Tôi làm việc ở đại sứ quán. 마이클 씨는 무슨 일을 합니까? Còn 마이클 thì làm việc gì? À, 저는 컴퓨터 회사에 다닙니다. 컴퓨터 회사 là công ty gì ạ? Máy tính. À, tôi làm việc ở công ty máy tính. 요즘 조금 바쁩니다. Dạo này hơi bận một chút. Hơi bận. Sujin 씨, 금요일에는 몇 시까지 일합니까?
thứ năm sáu 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 việc đến mấy giờ đến mấy giờ ilhata ilhamnika làm việc đến mấy giờ. Nhưng mà các bạn có thắc mắc tại sao nghĩa này ê nên không? Ê nên ở đây là trợ từ kép nó cộng ê giữa trợ từ ê là chỉ thời gian ha, thời gian cũng như là thời gian nè, nên này là chỉ gì đây, là trợ từ nằm sau danh từ không có bắt chim, không có bắt chim thì cộng với nên, còn danh từ mà có bắt chim thì cộng với gì? Ưn đúng rồi. Rồi, ê nên đây là nó nhằm chỉ đây là chủ ngữ nha, cơm gì đây nên. Vào thứ sáu thì bạn làm việc đến mấy giờ? Đúng rồi. Rồi câu tiếp theo. Cơm gì đây nên. Vào thứ sáu thì ô chân cơm mu man ham nhị đà. Man ở đây là trợ từ, nó có nghĩa là chỉ buổi sáng thôi. Vào thứ sáu thì tôi chỉ làm việc vào buổi sáng thôi. Bố thông 12시 까지 일합니다. Bố thông thường thì làm tới 12 giờ. Thường thì làm đến 12 giờ. Thường thì tôi làm việc đến 12 giờ. 까지 là đến 12 giờ. 마이클씨는요? Còn bạn thì sao? Ở 마이클씨는요? Nhớ này có mình có thể dịch là còn Michael thì sao? 저도 금요일에는 오전 근무만 합니다. 저도 또 ở đây có nghĩa là tôi cũng làm việc buổi sáng vào thứ sáu cũng như vậy nên vào thứ sáu thì tôi cũng chỉ làm, việc vào buổi sáng thôi. Ở trên cơn mưa mát hầm gì ta cứ đam miên là nếu vậy thì Sujin si do cũng như cho nhỏ kể nên bổ thông chi gan đi ít cuốn nhỏ nếu vậy thì Sujin cũng có thời gian ra tối thứ sáu. Thường là có thời gian. 그러면 nếu vậy thì Sujin Shido, Sujin cũng có thời thường, gian. Bothon cũng thường có thời gian vào buổi chiều, tối thứ sáu. Tối. Thì ra là vậy. Kun kunyo, it kunyo, it kunyo. Đây là cái kunyo này là dạng đuôi câu gì đây? Cảm thán. Rồi. Ít cùn nhô, ít tà ọp tà thì mình cộng với cùn nhô hoặc là dịp bư tà, tính từ. Các bạn xem nè, tính từ hoặc là ít tà ọp tà thì mình chỉ cộng với cùn nhô thôi nha. Ít tà ọp tà thì cùn nhô. Còn động từ thì mình cộng với gì đây? Cái đuôi động từ thì mình cộng với nên cùn nhô nha. Nhớ cho mình các bạn này, nên cùn nhô. Ở viết lên bảng hết trên. Ok. Để em tắt cái chương trình này cái. Đánh được đây. Đánh được. Đây. Tính từ như là những cái từ nào đây? Đẹp là gì đây ạ? Diệp bư tà. Diệp bư tà thì mình chia như thế nào đây? Diệp bư. Diệp bư nên cun nhô. Không có nên nha. Tính từ thì mình. Diệp phân. Để viết công thức lên cho mọi người để mọi người quên. Tính từ thì cộng với cun nhô. Còn động từ thì cộng với nên cùn nhờ. Còn ít tạ cùn nhờ ít tạ tạ thì chỉ cộng với cùn nhờ thôi. Rồi bây giờ công bu ha tạ, công bu ha tạ mình chia thế nào đây? Công bu ha tạ là động từ hay là tính từ? Động từ ha nên cùn nhờ. Công bu ha nên động từ cùn nhờ. Rồi chả công bu ha nên cùn nhờ. Công bu ha nên cùn nhờ. Chả ha tạ là gì đây? Giỏi. Đây là động từ nha. Rồi. Chảy. Chảnh hà nâng cùn nhô. Hà nâng cùn nhô. Chảy hà nâng cùn nhô. Rồi. Thập tạ. Nóng nè. Mình chia thế này. Thập. Thập cùn nhô. Thập cùn nhô. Thập cùn nhô. Tại vì tính từ mà. Thập tạ là tính từ. Lạnh là gì đây? Chúp tạ. Chúp tạ là lạnh. Vậy mình chia thế nào? Chúp cùn nhô. Đó là như thế. Rồi bây giờ trở lại bài nha. Rồi, tới cái câu cuối cùng. Nè. 그래서 금요일은 기분이 좋습니다. 그래서 đây là chính vì vậy. Vì vậy. Nè, vì vậy mà
ngày chủ thứ ngày sáu tâm trạng rất là tốt. Tôi tâm trạng rất là tốt. À đúng rồi. Rồi bây giờ mình mời hai bạn giao tiếp mình nè. Mỗi người hai bạn giao tiếp. Mỗi người động lần đi. Rồi bắt đầu. Chào mừng các chị đã. Chào mừng Michael Wendy em đã. Nhưng mà CEO chờ nên Y Su Chin em đã. Su Chin sinh nhật một sinh ý đơn ham nít ca. Cho nên đeo ra quan đề ta nìm đi ta. Michael xin ơn mũ xuân ý đơn hàm nít ca. Tiếp đi mọi người. Cho nên computer hay sai tạm nít ta. Yêu chung khương vui chơi. Cho khương. Cho khương bà khương nít ta. Chú chân chị khương vui vui em ơn mẹ chị ta chị ý hàm nít ta. Cơm rô yên yên. Cơm rô yên đến ơn ô chôn cơn mù màn hâm nì tà phô thông giòn y giòn tu si giòn tu si khá chi y hâm nì tà may khư xin nâng nhô. Chờ tô cơm rô yên 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 ơn ô chôn cơn mù mà hâm nì tà cơ rơ mơ Su chín si to cấm mô in chân nước em nên bộ thông si can si can ni ít cù nhé ít cù nhở hè cái đó cấm mô in cấm mô in nên kí bún ni chú sum đi ta hình như là các bạn phải phát âm lại cho mình cái chữ này cho âm cho âm cho âm hơi xì hơi tí cho âm cho âm cho âm. Rồi cái từ tiếp theo là y rư y rư đọc lại y rư y rư chữ y như là chữ ư mình sẽ âm làm sao là y rư. Rồi tiếp theo cái ta phát âm de sa ca ne de sa ca ne ne sa ca ne de sa ca ne ca ne de sa ca ne de sa ca ne để sa quan nè, để sa quan nè, để sa quan nè, quan nè, cái từ để sa quan nè, bà bơm nì ta, 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 tiếp theo có từ bô thông, bô thông, không phải cái thông nha, không phải cái thông, bô thông, bô thông, thông 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 á nha, thông thả, bô thông. Đọc lại. Bô thong. Bô thong. Đọc, đọc lại mọi người, tại cái phát âm này mọi người bị nhầm. Bô thong. Bô thong. Chứ bô thong. Bô thong. Bô thong. Bô thong. Bô thong. Ờ, đúng rồi chị. Bô thong. Bô thong. Không phải thong. Thong thong. Thô on. Thô on đi. Thô on. Bô thong. Bô thong. Bô thong. Đúng rồi. Bô thong. Bô thong. Đừng có khép môi lại nha, bô thon hả hơi ra luôn. Thùng, bô thùng. Rồi hết rồi. Ta bùm đi ta. Rồi bây giờ mời bạn Anh Thư với lại bạn Thảo Ngốc đọc lại cho mình, hai bạn. Cho ôm bồi kết xin mì ta. Cho ôm mai khư. Cho nên. Cho nên. Cho nên. Mai khư. William im đi ta. William im đi ta. Si Jin xin ơn, mô xin y đơn hàm nít ca. Chen ơn, đế sa khôn, đế sa khôn đề. Đã mê nít ta, mai khôn, xin ơn, mô xin y đơn hàm nít ca, hàm nít ca. Chen ơn, computer hê sa e, thả nít nít ta, dô chùm, chô cơm bạp cơm nít ta. Su Jin si, cơm rô, cơm rô y đề nâng miết xí khát chi y hâm nít ca. Cơm rô y đề nâng. Mất tín hiệu rồi em. À, bố. Thôi
không nghe. Rồi tới em đọc tiếp lên đi, bạn Thảo. Cho tô, cơm rồi để nướng. Ô chon, cơm mồm man ham nỉ tả. Kromion, su chin si tô, cơm rồi cho nhóc, é nướng, ké nướng. Bô thong, chỉ can ni is cơm yo. Để cơ sở, cơm yo yên. Rồi, tới bạn khác đọc nha chị Mai. Mai với lại bạn Linh. Linh với Mai. Chờ ông Bét rất xin đi ta. Cho nên Mai khơn, Mai khơn, quên đi ông em đi ta. 안녕하세요. 저는 이수진입니다. 수진 씨는 무슨 일은 합니까? 저는 대사관에 다닙니다. 마이콘 씨. 마이콘 씨는 무슨 일을 합니까? 저는 컴퓨터 저는 어. 아, 네. 저는 컴퓨터 회사에 다닙니다. 요즘 조금 바쁩니다. 수진 씨, 금요일에, 금요일에, 잠바이. 금요일에는 멕시까지 일은 합니까? 금요일에는 오전 공부만 합니다. 보통 전 2시까지 일합니다. 맑은 씨는 마이클 씨는 요? 아, 저도 금요일에는 오전 근무만 합니다. 그러면 수진 씨도 금요일 저녁에 저녁에는 보통 시간 있군요. 시간이 네. 있군요. 네, 그래서 조금 금요일은 기분이 좋습니다.